Xin chào các bạn nhé, xin mời các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Người Vùng Cao TV nhé. Hiện tại ngày hôm nay mình lại có mặt tại một cái chợ phiên vùng cao, đó là chợ phiên xã Cán Cấu nhé, thuộc huyện Simacai của tỉnh Lào Cai nhé, để ghi hình và quay chia sẻ cho mọi người một phiên chợ ở trên vùng cao. Đây, ở đây là trước mặt đây là bà con mua bán, trao đổi những vải thiêu hoa văn. Đây là rất đông, được bà con mang cái hoa văn ấy, đi chợ bán, người thì đi mua, người đi bán. Cái này thì bà con họ tính theo mét. Cái này cũng khá là đẹp nhỉ. Ừ, em ạ. Cái này mình mang đi bán hay đi mua đấy em? Cái gì mua cuốn này? Hả? Cái này là em mua. Mua à? Cái này mua bao nhiêu một cuộn này? 300 một cuộn. Mình mua đi, mua lại đi bán lại à, hay là em mày để thiêu cái hoa văn đúng không? 300 một cuộn này. Cái này được khoảng mấy mét? 6 mét à? À. Nhà em ở đâu đấy? Ở Bắc Hà. Đây mấy bà bán này khá là nhiều đây. Rồi mình sẽ xin mời mọi người di chuyển xuống chợ nhé. Ở đây là toàn cảnh bà con bán hàng nông sản này, từ ở trên bên trên kia xuống nhé, kia là cổng này. Đi qua dưới này, ở bên bên dưới cuối này là bán gà này, chó mèo rồi lợn nhé. Giờ mình sẽ di chuyển xuống dưới, sẽ quay chia sẻ cho mọi người xem chi tiết nhé. Hôm nay cứ người đang sớm, mọi người cũng đang dọn hàng. Đây bà bán gừng nhìn xếp khá là đẹp nhỉ. Cái này là bao tiền một bó này bà? Bao tiền bó cô? 5.000 nữa. Ây à, 5.000 cái này 5 người ăn không hết. Rẻ nhỉ. Cái gừng bé này là khá là cay. Đây thấy các mọi người đang cây cái này cây bổ máu ấy. Mật ong ấy. Cái này là mật ong rừng ấy. Ở trên này là phổ biến là hiểu là dưa mèo. À, ở đây có chị, cái này là cái gì đấy chị? Thuốc đau dạ dày á? À, cái này về mình đun nước uống à hay? Ngâm rượu, đun nước. Ngâm rượu. À. Tưởng là uống thuốc là phải kiêng rượu, thế cái này ngâm rượu là phải uống rượu rồi. Cái này là ngâm rượu ấy. À, ngâm rượu. Như này là bao tiền một bó này? 20.000. 50.000 á? 20. À, có 20.000 thôi. Cái này hầm thịt được. Hầm thịt được à? Mình trồng hay là mình nhặt ở rừng? Lấy trên đồi. Lấy trên đồi à?
nhưng mà liệu ăn nó lại tủa hay sao? À, không tủa được ạ. À? Nhưng mà nó đắng. À nó đắng. Nhà ở đâu ấy? Nhà em ở đâu? Tùng Cải. Đây này thuốc đau dạ dày. Đây cả một bao này luôn à? Ôi ôi nhiều nhỉ. Đây là họ bán nhá, những măng này, rất là nhiều măng nhé các bạn. Măng này là 3 tiền một khóm này à bà? Hay bán theo cân? Bà cũng biết. Đây đây, cái này là cái gì đây? Cái này là dưa. À, rau dưa. Về mình như này ăn thôi à? Nấu không? Xào lại. Hả, xào lại à? À, cái này là bao tiền một gói này? 40.000. Cái này là một cân à hay là 5 lạng? À, như cái này là 5 lạng. Cái này là 20.000. Cái này là 25.000. 20.000. À. Đây là rau dưa đấy. Cái này chắc cay lắm đấy nhỉ, của hàng. Dưa dưa. À, cái này là đậu phụ à? Cái này về là xào. Nấu lại. Cái này là bao nhiêu tiền một 70.000. Cái này 1 ký chắc nhiều đấy nhỉ, cái này nhẹ mà. Cái này chắc thì tầm 1 ký thôi. À. À, một mình không ăn hết một nắm. Quả hồng này các bạn. Quả bí, quả bí ngô nhìn khá đẹp, cái này mang luộc ăn được hay xào. Đây có mấy cô mấy bà bán sâm đương quy. Rất nhiều quả hồng nhé. Cái cây này chắc cây thuốc gì đấy? Cái này là cây thuốc gì đấy bà? Bà ơi. Cái này là cái thuốc gì đấy? Đấy là thuốc đau cổ. À, thuốc đau cổ. Cái này là cái tắc kè đá này. Cái này thuốc đau bụng. À, đau bụng. Đau bụng nó là để cho ăn. À. Thuốc. Thuốc đau bụng. Thuốc đau cổ. Ừ. Cái này là của đà. Nải chuối khá là to nhỉ. Ui, cái này phải gần một yến. Cái nải chuối này to nhỉ. Cái này chắc phải 6-7 cân đấy các bạn ạ. Mình nhắc. Cái này là bao nhiêu một nải này? 20.000 ạ. Cái này phải 10 người ăn không hết. Đây là lạp chè. Hoa quả. Chỗ này là cái thảo quả. Cái này chắc vẫn còn non chứ hay là nó già rồi? Già rồi. Như này là bao tiền một túm này? 20.000. Hả? 20.000 một túm. Một... cũng rẻ nhỉ?
Con này trâu to. 20.000 một nải. Ui, toàn là đồ ăn ngon, quả chân giò. Ở đây là bán rất là nhiều ốc đậu và nhiều mèn mén nhé. Một chảo ốc đậu này phải mấy người ăn. À mấy, phải 100 người ăn mới hết được. Thịt. Thịt lạc khá là ngon các bạn ạ. Mình ăn nha. Ờ, bà ăn mèn mén này. Toàn đồ ăn ngon chợ phiên. Đây, đây là thằng cố ngựa à? Toàn là thịt nạc nhiều nhé, thịt nạc nhiều, khá là ngon. Đây, toàn, toàn thịt nạc không với lòng. Em đi ăn phở xinh thế. Ở khu này khu bán hàng thảo dược này. Đây là những củ tam thất. Tam thất tươi. Dấu tàu. Những củ này củ rất là to này. Đây là những loại khô nụ hoa. Thuốc đau dạ dày à? Có phải không em? Đau đau bụng. Đau bụng. À cứ đau bụng là uống được à? Đau đau bụng kiểu bụng nó em không biết tả như thế nào nhưng mà đau bụng xong là nó đau bụng. Xong là đau mình... bụng cái này lấy về ngâm thuốc này. Ngâm rượu hay ngâm gì em? Ngâm rượu. Ngâm rượu à? À. À, có nghĩa là chướng chướng bụng, có nghĩa là những bị đầy hơi chướng bụng ấy ạ. Cái này có đắng lắm không? Chắc đắng ấy. Đắng đấy. Cái này mình hái trên rừng à? Vâng, hái trên rừng. Đây toàn những loại thuốc ấy.
Rồi thế cái quà này là quà gì đấy em? Cái quà đấy em không biết nói tiếng Kinh. Nhưng mà nó để làm gì ạ? Cái quà đấy là chứa... Chứa cái gì? Để em mới biết. À, thế cái hạt này là hạt từ cái quà này ra à? Không, hạt đấy nó có riêng. À. Hạt đấy nó riêng. Rất nhiều loại thuốc. Đâu, thuốc hết đi các bạn. Thế cái này bằng cái nhộng gì đấy? Hả? Em biết. Không biết à? Vâng, mẹ em bán. À. Em cũng vừa mới ra với mẹ thôi, em không biết. À. Thế cái này là chắc thuốc xịt gì ấy? Chắc là chai xịt mũi hay gì? Nhà em ở đâu ấy? Dạ, em Thảo Xuân Phịt ạ. Thảo Xuân Phịt. À. Ờ, em bán đắt hàng nhé. Vâng. Anh di chuyển sang bên này này. Cái này là cái gì đây? Cái này là thuốc. Thuốc à? À, nó tượng trưng với mua phải mua cả một đôi này chứ? Cái này là một đôi một đàn bà một đàn ông. Một đàn bà một đàn ông. Một đàn bà một đàn ông. Đây, toàn là những mấy bà nó thuốc nam. Sang bên này những quần áo. Ở đây có mấy con mèo này. Ở đây là khu họ bán gà. Chị bán gà khá là xinh. Chỗ khu này là bán gà, bán lợn. À, đây là quán ổi. Cái này là cái lá để mình làm xôi. Cái này lá làm xôi đây. Đây là màu. Vâng, cái này cái màu xanh hay màu trắng ấy, à, màu đỏ ấy. Nó có nhiều loại, có một loại màu đỏ này, có một loại màu xanh này, có một loại màu tím. Đang ở chợ gì nhỉ? Đây là chợ Cán Cấu. À, đây là quả ổi này. À, nó có đương quy để xào thịt mẹ. À, cái này là cái nho rừng này. Có phải nho không nhỉ? Nho rừng ấy các bạn ạ. Để ngâm rượu. À, đây có con gà đen. Đây khu bán lợn này. Đây có những con lợn khá là đẹp. Lợn giống các bạn ạ. Đây, bên này những loại này khá là to đấy, họ chỉ cắt một cái đầu ra. À, bên này có con này khá là to này. Con này to béo ấy. Con này bán bao nhiêu đấy anh? 2 triệu 7 à? Cái chợ chó bây giờ di chuyển xuống đâu rồi nhỉ? À, thế này. Trước thì nó ở gần đây luôn. Đây toàn cảnh chợ lợn các bạn. Ở đây có bán mấy con to thế. Ê, con này chắc phải gần 20 cân nhỉ, 15, 16, 20 cân nhỉ. Con này chắc hơi giả, bên này có một con khá là to này. À đây, ở đây mới có những con chó giống này. Ây à, con này con cọc đuôi khá là đẹp nhỉ.
củ. Đây. Con cọc vuông. Với lại con này khá là to. Cọc đen này bao nhiêu đấy bà? À, cọc 1,5 triệu. À, con cọc này khá đẹp. Đẹp nhỉ, có mấy con chó. Con này rất là đẹp này. Nhưng con này là bao nhiêu đấy anh? 5 củ dưới. Ây à, con này đẹp, con này rất là đẹp nhé. Con này bây giờ là 400k này các bạn ơi. 400k này. 5 triệu dưới. 400k. Kìa, 5 củ 5 kìa. Đây, nghe, lợn này. Ừ. Con này được khoảng mấy tháng rồi, tuổi chưa? Con này được 3 tháng rồi. À, như con này là bao nhiêu đấy? Đây. Anh nghe đang bê cơ. Con vàng bên này có rất nhiều. Vàng cái nhá. Con này á? Vàng cái nhá chị nhá, vàng cái nhá. Có mấy con khá là to. Con xuống dưới này là chợ chim nha các bạn. Con này là một chú bán mấy con to. Mấy con này là chắc là bán chó thịt rồi nhỉ. Con này à. Con này bán mấy triệu đây anh? 2 triệu. Thôi lên chức thợ điện à. Mình nghe là đây, họ đi lại. Ui ui. Con này đẹp nhỉ. Con này chú mua à chú? À xem thôi. Lấy ra xem. Em đi mua quần áo à em? À, mua cho chị dâu à? Chị dâu à? Ừ, thích. À, một bộ này là bao tiền đấy chị? Hơn 2 triệu. À, 2 triệu. 2,7 triệu. Ừ. Đâu chị, đây là chị của em à? Đây là mẹ, đây là chị dâu ạ. À, chị dâu. À, thế em có chồng chưa? Em có rồi. À, tưởng con là chưa. Con đây này. Con đây á? Ừ. Thế năm nay mười mấy tuổi mà đã có chồng này? 32 tuổi rồi. 32 tuổi á? Ồ, nhìn trẻ thế, xinh. Nhà ở đâu đấy? Nhà gần đây thôi mà. À, nhà mình ở gần đây nè. Con thủy sáng. Thế đây là con cả đây à? Đây là... con út rồi à? Rồi. Ây à, thế mà có mấy đứa con đấy? 2 đứa rồi. 2 đứa à? Đứa đầu nó bao giờ bắt đầu học lớp 10 rồi đấy. À, thế là con đẻ thêm 1-2 đứa nữa không? Không đâu. À, thế là đẻ 1-2 đứa nữa. Đây, cái bộ này rất là đẹp đi nhỉ? Nhà mà. Là bộ phí rồi. À, không thì cũng đẹp mà. Đây, toàn hoa văn rất là đẹp.